là mình nội mà mình không có quyền bằng người ta. Người ta đã, con người ta đã chết rồi, người ta đứt từ đoạn ruột lận, rồi cho người ta đau khổ con ta nữa, giờ dẫn cháu ngoại ta đi nữa, người ta không có cho đâu. Mà con cũng phải nói một tiếng, đừng cho bên Xu Gia, đừng mà đừng có hiểu lầm với nhau thôi. Giờ con nó làm chứ mình đâu có làm đâu mà mình biết chút. Nói thiệt không, nước mắt ra sâu thôi kệ. Bây giờ con có xui tôi đã chết là mất một đứa con là người ta đau đớn dữ lắm rồi. Giờ người ta có chửi cô cỡ nào chửi đi, giờ cô không có thích mình cho con cô đâu. Giờ tôi có thêm con dâu tôi thẳng thương thì cũng do hai bên che giáp và trời Phật chứng kiến tôi. Nhiều khi tôi giận nó tôi cũng chửi nó thiệt. Dạ. Tôi phải tôi cũng chửi con dâu tôi. Mà con tôi thì nó quá bậy rồi. Hồi đó giờ ở đây mần ăn, lo vợ lo con nó đàng hoàng quá, đầm ấm quá. Rồi cái bắt đầu bị bệnh nó cũng có thần kinh hơi vậy thôi chứ cũng không có nặng dữ. Nó nếu mà nặng dữ thì sao nó mần được nó nuôi con đó. Từ Tết tới nay hai vợ chồng lục đục vậy đó, mà để phối sự cha chị đó, chú thấy là đau lòng không? Nói chung là nó cũng mần, nó nuôi con riêng, con đẻ, con lạnh gì nó cũng là con của nó. Nó không có nghĩ là con riêng. Giờ có sự quen như vậy rồi đổ chút lên đầu nó hết. Cái gì nó cũng có lỗi. Thì bây giờ nó là ác từ hôm nó giết vợ nó là nó ác đó. Dạ. Nó là côn đồ đó. Chứ từ hồi mà 9-10 năm nay ở với vợ con là đâu đó là tu đáo đàng hoàng, tử tế thiệt. Tự nhiên bút chút cái gì tôi không hiểu. Nó còn thương vợ, nó thấy vợ nó đăng lên như vậy, nó hờn, nó ghen, nó bút chút quá, nó nói không được, nó mới hành động như thế đó. Mà nhiều khi về đây cô cũng khuyên, mày tỉnh thì đi xuống dưới thăm con, còn mày chỉnh mày đừng có đi thăm. Thì xuống dưới mày quờ quạng người ta quýnh mày chết là một. Còn mày hung đồ quá thì người ta, mày hung đồ quá mày giết người ta hay mày đánh người ta mày cũng vô tù mày ở. Mà đã khuyên con nhiều lần như vậy mà nó đâu có nghe. Nó ý nó làm anh hai nó có quyền cháu biết không, nó có quyền, nó làm quyền, nó không coi tôi gia gì. Rồi tôi đi bữa thứ bảy ra ăn nhậu bạn bè chỉnh sai vậy đi luôn luôn đêm đó, đi 9-10 giờ có về xắt xe đi. Con nhỏ em ruột nó mới nói ông nội nhậu giờ 9-10 giờ chạy đâu, à, tao đi nhậu nữa. Mà đâu có đi xuống đi giết vợ đâu, mình tưởng là đi nhậu thôi. Trời đất ơi, tới 12 giờ khi công an gõ cửa cô vậy nè, cô còn chửi. Tôi tưởng là nói về tính là ảnh đi nhậu về, cô chửi anh. Về tôi chửi. Thì lúc 11 mấy á, nó đã giết con Nhung chết chưa là tôi không biết. Nó điện với cô là, nó điện cô, mẹ ơi, con khắc khổ hay là khắc khổ vậy tôi nghe cũng không rõ. Con chết mẹ làm ơn nuôi mấy đứa con nuôi nhà con ơi nó nặng quá. Nuôi dạ. Nuôi mấy đứa con nha mẹ. Rồi cái con mới chửi nó. Con có nói được sao con người mày vô viên vô dụng quá. Mày biết tao nay tao nhiêu tuổi chưa? 5-6 tuổi rồi đó. Mày với tao tao rỗ mất ngủ đã đời sao mày không để tao ngủ mà mày phá hoại tao. Mày có chết thì chết cho mẹ mày. Dạ. Chửi cái gì đó. Gia đây mới nằm trong buồn á, gia đây mới nói với nhỏ con gái trời ơi quỷ khùng á mày, nó nói nó thắt cổ nó chết, thắt cổ nó cắt cổ gì đó, nó chết nó biểu tao nuôi mấy đứa con á, coi thằng quỷ khùng không. Mà tôi nói với con gái tôi vậy á, cái gái tôi nói ông nội nó cũng điên, ông nội tới giờ này cũng về còn điểm thổ nói vậy. Rồi nằm đó lăn lăn lộn lộn đèn thì tắt ngủ mà mấy chú công an lại gõ cửa đùng đùng mới kêu mở cửa, rồi nó mới chửi đụng mẹ đụng má anh với cái giọng luôn nằm á, đụng mẹ rồi lên mở cửa cho anh binh âm hồn nó đi về đi ăn nhậu gì mẹ không mở cửa cho nó vô nó đi sáng đêm nay và nói vậy đó. Rồi sau rồi con nhỏ con gái mở cái cửa nè, mở cửa này nè chứ không phải mở ngay cửa giữa, mở vậy nè. Nói vậy em tôi mới là nói trong bụng nó ủa sao nó về mà nó không chạy xuống cửa nhà dưới mở cho chạy xe vô luôn, trong đứng tay nó ngoại trời bò lên tắt đèn mà cái đường nhà mình thì mình thuộc lòng mà mò lên lú đầu ra thấy hai ông hai chú công an hết hồn
Ủa chuyện gì chú? Em mới nói là hả chị, anh Phúc đã giết vợ rồi. Cô ơi, anh Phúc giết vợ rồi. Tôi lúc đó tôi bủng rủng tay chân, tôi không biết cái gì mà để tôi gọi là thằng này sau đó giờ cái chuyện gì vậy trời, cho xảy ra chuyện này nó làm cho nó căng thẳng dữ vậy. Con nhỏ em gái nó không biết, nó lúc đó nó bị chấn động mà bút xúc gì luôn, biết đã nói giết vợ rồi mà nó hỏi anh ơi anh giết vậy có sao, nó hỏi cái chết quốc chừng quần à, thay vì tao thí dụ người ta nói đâm mà chém gì đó nó bị hụt nó bị chết cả cả nó muốn giết rồi mà con gái luôn lúc đó nó cũng chấn loạn hay gì, nó cũng nói là có sao không anh, giống như là mình quản quá rồi. Mình không biết hỏi gì, không biết hỏi gì luôn, biết luôn. Rồi từ đó tới sáng tôi vô tôi nằm chứ tôi có ngủ đâu, rồi đó hả tôi mắc thằng này tôi đâu có đi xuống được, muốn mẹ đâu đi xuống đi, rồi cái bắt đầu á hả sáng 8 giờ tới ngày hôm nay tôi cũng trên đây tôi cũng sợ con mình á, cái giết con vợ nó rồi mình xuống để mới thu ra có gì với mình không đó, mình cũng sợ mình không dám đi. Có người thì nếu bà đừng có đi, bà đi xuống dưới người ta chửi, người ta dằn vặt gì đó, nên rồi mình không đi thì mình còn bậy dữ nữa. Nó nói bụng vậy, mình không đi mình còn bậy dữ nữa, cả con mình nó đã làm cái giết người mà mình không xuống việc làm mình bậy quá rồi. Tôi cũng bệnh gan tôi đi xuống luôn. Là đám của chị là tôi có xuống dưới, có xuống là chú có tặng nó 8 giờ nó tới 11 giờ mới tặng. Tôi phạt ra tôi thấy nhỏ hai trừ cắn cuốc của tôi đau lòng hiểu mà, nhưng tôi cũng càng đáng tôi để trong bụng tôi thôi. Bây giờ hả con mình á nó có hiền cái chân nữa, nó giết người thì nó có tội, nó để pháp luật trừng trị nó đi chứ giờ cô cũng thanh minh thanh nga gì cho nó được hết á. Nó đã hồi đó giờ là nó là thằng con trai đi mình mặt trái mặt tôi hiền hậu mà tại sao cái cảm xúc gì mà phải giết vợ đột ngột như vậy. Tôi mới nói không biết con của tôi nghĩ sao vậy, cái từ bữa mà đi chôn con dâu tôi về tôi lộ cú hành là tại tôi nóng đá. Tôi nói xô ơi sao con dại dột như vậy, tự nhiên con giết vợ con nó mới vừa 30 mấy tuổi mình đã ra ngoài đồng nó nằm giờ bỏ năm sau đứa con rồi theo như lúc nhóc con ác gì con ác gì cái gì luôn, không nói gì tới đứa con mình hết, chỉ nói là con dâu ra ngoài đồng nằm thôi, chỉ có nhiêu đó thôi. Mà vợ hả nếu mà xui gia thương tình á thì tha thứ cho con, đừng phải cho nó nhẹ án, đừng nó về á nó cũng nuôi con đó, nó mừng nó nuôi con đó, còn giờ mà không thương con nữa thì thôi chứ giờ tôi không biết nói gì nữa. Đừng chứ bao che con tôi là tôi không có bao che, giờ tôi nói thiệt nó là gây ra tội thì nó phải đền tội thôi, dù cho nó hiền đi chăng nữa, nó giết người nó là cũng người ác độc thêm chút, người ác quá rồi, nó ác dữ lắm rồi, chứ tôi không có bên con tôi đâu. Con dâu tôi nó chết tôi không biết nó nghĩ, nó không biết nó nghĩ cái cách gì nó chết kỳ cục, đang nó thần thần như dù chết như con gà con vịt thì hỏi chứ đau lòng không, mà nói tôi nước mắt ra xấu thôi kệ. Bây giờ con có xui tôi đã chết là mất một đứa con là người ta đau đớn dữ lắm rồi, chứ người ta có chửi cô cỡ nào chửi chứ giờ cô không có thích minh cho con cô đâu. Là điều cái là cô muốn nói như vậy đó, đừng anh xui chị xui có thương nó thì tha thứ cho nó, là lỡ là con Nhung cũng đã chết rồi đó, tha thứ cho con mà để cho con nó nhẹ án, đừng mà nói năm 10 năm nhiêu đó cô không biết, đừng nó về đừng đó. Nó còn sức nó mận nó nuôi mấy đứa con nó, còn anh xui thì xui không thương nữa thì nó đi chừng nào nó về về do pháp lực người ta chừng trị đi con đó. Cô có nhiêu đó cô nói vậy thôi chứ giờ cô có nhiêu cô nói hoài cũng vậy thôi. Vậy là lúc đầu là cô có xuống thăm anh hả cô? Thăm anh Sô không? Không có thăm, đâu có thăm được đâu. Là từ lúc đầu giờ là mình không được vào thăm. Đâu không thấy nó luôn, tự không giết vợ là công an lỡ bắt luôn, chứ đâu có thấy mặt mày nó gì đâu mà thăm. Dạ. Người ta chở đi, người mình hỏi thăm người ta, ta nói là đang cái lúc như vậy đó là người ta không cho thăm nuôi, người ta không cho thấy mặt. Chừng nào mà có kêu án á, thì người ta mới cho mình biết là như bao nhiêu năm giờ ở đâu vậy đó. Đó dọc quần áo ghê không? Giờ mình mới có ngày đi thăm nuôi nó. Chứ giờ cô đâu biết, giờ nghe nói thì đưa xuống tỉnh rồi.
cái buổi tối đó là anh đi nhậu xong là anh có về nhà, anh về nhà lấy xe, lấy xe đi, tại vì đi nhậu đâu với mấy thằng bạn bè đó, rồi về á hả, lúc đó 9:30 gì đó lấy xe đi. Con nhỏ em đó, ông nội giờ này còn xách xe đâu, ta đi nhậu với mấy ổng nữa, nó đi nhậu với mấy bạn đó nữa. Thì con này nó cũng tưởng là đi nhậu thôi chứ đâu có ngờ mà đi xuống dưới quậy người ta chứ. Là tối đêm nó phi đêm đó là có công an lại đến gõ cửa đến luôn, 12 giờ mấy gì đó công an lại gõ cửa nhà cô. Lúc mà công an nói mà con của cô đó là giết vợ rồi, lúc đó cô có tin đó là sự thật không? Không biết luôn, tự nhiên cái đó là nghe thì biết thiệt mà, nhưng không lẽ nó dám làm vậy trời. Dạ. Đó, cô nói vậy. Rồi hả, cái lúc mà nó điện mà nó thắt cổ hay nó cắt cổ gì á, nó chết mẹ nuôi giùm mấy đứa cháu nội đó. Là lúc đó chắc nó có hành động rồi nó mới điện mình như vậy. Là trong khi lúc đó nó còn chưa công an chưa xuống nó mới điện cô được. Là công an chưa xuống là ảnh có điện về nhà, nói cô là nếu như mà ảnh có thắt cổ chết này kia thì cô nuôi mấy đứa con dùm cho anh. Mẹ nuôi dùm mấy đứa con thì cái cô có chửi nó đủ mẹ bà mày biết sao nay nhiêu tuổi chưa, 50-60 tuổi rồi mẹ không để tao ngủ mà mày thì khoái chắc ngủ tao ngủ được chút nào hai chút nấy, mày chết đầu chết mẹ mày đi như vậy, cái chắc công an tới vậy cút bay chứ không lâu gì nữa cháu. Dạ. Còn cái mà nói con tôi á bị công an bắt rồi lên xe nó còn nói tao về tao gì tao ở tù 5-10 năm á thì á hả tao về tao giết cả dòng họ mày, nhất là tao giết cái thằng già là nó giết ông già vợ á, mà sự thật là cái ông trưởng ấp ở ấp 2 này nói thằng nhỏ đâu có nói gì đâu, nó ôm nó ngậu với ngay con vợ nó, công an tới nó tôi có tội mấy chú cứ bắt cầm tôi đi, chứ đâu phải nó đâu có nói cái đó đâu, mà bây giờ ở bên vợ gài vậy đó, nó giết cả dòng họ định cho con tôi ở trong tù luôn khỏi gia hay gì đó tôi không biết. Rồi người ta nói công an bắt rồi, có người thì trưởng ấp đồ người ta đã nghe hết mà sao tại sao lên cái gì đó lên như cháu quay gì nè nói vậy. Tôi nói thôi giờ nó có tội, giờ người ta ghét tội như người ta ghét, chứ giờ mình không biết nữa, mình không có binh vực, mình không có ở hiện trường đó, mình không biết. Rồi hả cô mới nói thằng này nó quá ngu, ví dụ có thương vợ đi chăng nữa để con bụng đi để thời gian coi nó như thế nào. Nói chung là nghe tiếng nói là ly dị nhưng lên trển cũng ký đơn gì đó không biết, mà cái giấy quyết định là chưa có đưa về. Rồi cái gì ông nội tôi cảm động cảm xúc gì nói không ra lời, chỉ giết vợ cái thứ gì ngu. Nó mà không giết vợ sáng người ta một cái là nguyên cái xóm này ta chấn động. Là người ta nói là thằng này hồi đó vợ đâu có lưu manh, lưu đảng hay là ăn chơi cờ bạc hay là vũ chè hay là chị ke ma tí gì đâu mà nó có mít lòng chồm xóm đâu mà nay giết vợ gì kỳ vậy trời. Tự nhiên làm cái đùng lên cái nghe tin ảnh giết vợ là nguyên cái xóm này không ai tin hết thôi. Không ai tin hết á. Nó cái thằng này nó hiện chết mà sao kỳ vậy trời. Là tối ngày đi làm thấy mẹ luôn, xong rồi cái chủ nhật cái đi thả lưới bắt cá bắt rôm về cho con ăn đỡ tốn tiền mua. Yeah. Rồi để cái số tiền đó mình lãnh nhiều đó, rồi mình có chi trải nợ nần gì đó nó cũng đỡ. Rồi sao cái tưởng Tết tới nay lục đục làm sao mà xảy ra chuyện này. Rồi bên xui nói con tôi không có mặn gì lo, có mình Nhung mình nuôi. Tôi đồng ý con Nhung nó không mặn gì hết, là nó chỉ họ đẻ con lúc chút vậy là nó lo con nó thiệt, nó lo con đó thì hả lâu lâu thì quải cái vỏ đi mà móng chân móng tay nè, ở đây người ta thương con đó mặn bỏ móng tay móng chân 20.000-30.000 chứ nheo thì mặn 100-200.000 gì mua bánh phụ cho con ăn với chồng, một hai nữa có cái người ta thương mặn bỏ móng tay móng đưa cho 100-200 luôn và cho vậy đó. Cô cho anh hỏi là năm đứa cháu đó là con của anh là mấy đứa con? Ba đứa nhỏ còn hai đứa lớn là chồng trước của nó trước. Mà tôi cũng vẫn nuôi con nhỏ bé gái, là nó về đây tôi nuôi 5-6 năm bé gái lớn á. Dạ. Rồi bắt đầu về dưới tất nhà đó là mới ở dưới luôn, ở dưới luôn thì lâu lâu nó về nó chơi thôi, tôi không có nói gì cháu ghẻ cháu nguội cháu lạnh cháu nào cũng là cháu. Tự nhiên mình nghĩ hồi đó bên chồng trước của Nhung á hất hủi Nhung á hả đối xử Nhung tệ, giờ con nó không được ông bà thương yêu nữa, giờ mình nghĩ cái đó thôi mình á hả thương con Nhung gánh gồng lại cho mấy đứa con nó cho nó đỡ tuổi là nó đã có bà nội với ông nội rồi,
ông nội bà nội kia không ngó ngàng thì có ông nội bà nội này thương, mà bây giờ nói cái gì đâu không, tôi không lo, không kể. Mình có cho con mình hay cho cháu mình đó thì bây giờ có tấm lòng mình biết hai bên dây giáp làm chứng. Tôi là tôi không có nói tôi tốt nữa chú, tôi nói thiệt không có tốt đâu, tôi chỉ là biết nhiêu đó là tôi nói nhiêu đó thôi. Rồi hả, thằng này nó cũng chấn động cái gì mà tôi không biết mà nó bị giết như vậy. Nó nói thiệt, ai cũng nói là tự nhiên cái thằng này nó hiền chết mẹ nó luôn, mà tự nhiên sao kỳ. Thì nãy mà con có nghe cô mà chia sẻ là anh có về nhà bển là bị chị là lấy dao chém đứt tay gì đó, mà không kể cho cô nghe mà đi kể cho hàng xóm nghe. Hàng xóm nghe không có nói gì tôi giáo. Ông chính tá thay dòng chữ lộn cũng nghe người ta kể lại, hỏi bà có nghe gì không, có nghe gì đâu. Nó hai vợ chồng chữ lộn, con vợ nó mới lấy dao đâm nó, đâm mà cái thằng đó nó không có vụ, thằng Phúc á nó tỉnh không có vụ gì, nó né chớp đầu sĩ đầu đèn đường nè, chạy thôi chứ không có sao. Rồi nó mới lụm con dao nó đâm xuống đất, là thằng Phúc á nó đâm xuống đất, rồi nó mới quýnh con nhỏ này lên bờ xuống ruộng vậy dưới á, vậy đó rồi mới gây sự ra. Sáng mùng một con dâu về đây thì nó gây lộn, thì nó gây nó sáng mùng một nó có về đây, nó mẹ hôm nay á con hỏi đón giao thừa không cúng ông bà luôn. Cái nói gì kỳ vậy, làm gì không đón giao thừa con bà, con với anh Sơn chữ lộn quýnh lộn luôn, con với anh quýnh lộn chữ lộn. Cái tụi nó không mùng một tết bỏ đi đừng nói, mắc công mệt quá, cái chuyện quýnh lộn đánh lộn đập lộn cũng kể gì xui xẻo lắm, bỏ đi, tôi còn nói vậy mà. Rồi vậy tự nhiên cái giận chồng cái bỏ xuống tiệm uống tóc ở dưới á, rồi bỏ ngày ở cũng còn ở nhà tới hai mươi mấy tháng giêng đó, rồi đi đóng tiền điện tiền nước tiền gì đó. Cái thằng này cũng đâu có mặn gì ra tiền, rồi con Nhung cũng có mặn gì ra tiền, nó kêu thằng này đóng, thằng này không đóng, cự lự gì đó, xếp đồ rồi chồng bỏ ra ngoài bờ ngoài cái hiên đó, cái hiên trước nhà đó. Rồi con dâu tôi là thằng Nhung á điện vô, là chính là nó điện tôi bắt máy hỏi gì. Mẹ nói với ông Xô hả, thằng Xô gì đó tôi cũng quên mẹ rồi. Ông ở đây mà ông không đóng tiền điện, ông không đóng tiền nước, ông không đóng tiền cơm cho mấy đứa nhỏ. Bây giờ con xếp đồ ổng con bỏ ngoài hiên đó để kêu ổng về lấy đồ đi đâu đi, con khóa cửa giờ con không cho anh ở nữa. Người ta nói tao mệt tôi bay quá nè đó, tôi có cự nó tao mệt tôi bay lắm, tôi bay á vợ chồng tôi bay không lo mà nuôi mấy đứa con mà lo cãi lộn ăn no cãi lộn. Tôi đâu có ngờ vậy, cái sự việc như vậy, cái nó gì nó giác ba lô nó về đây là hăm mấy tháng giêng, là tới nay là rồi cái bảo dưới suối dục gì đó bỏ nó đi, đút đơn ly dị nó đi, tao nuôi mấy cái con mày. Rồi chỗ tôi hỏi chú chứ Vũ mà có gây lộn, vợ chồng có gây lộn thì mình làm cha làm mẹ hay làm anh chị gì đó mình cũng hàn gắn lại đi, cho thằng này nó có sửa, nó có sai thì nó sửa lại chứ sao mà làm vậy chi cho nó bức xúc. Nó tức, một là suối vợ nó ly dị với nó cũng phải tức âm ức trong người nó. Rồi hai nữa vợ nó mới bỏ ra, nó ở với chồng á không có vàng đeo, mà bây giờ mới bỏ chồng tháng mấy mà vàng đeo đỏ người vậy, đâu ra trong đây nè. Rồi nó dòm nó thấy nó bức xúc chứ, tôi mà có biết mở cái này đâu mà tôi coi đó. Rồi ra tôi nói sợ không sao, giờ không nói nữa, nói với tôi khóc với tôi cạn nước mắt. Rồi tôi nói thiệt cái chú là tôi nói tôi thương thằng Thô một chứ nó là tôi thương tới 10. Tự gì nó về nó nói với tôi con Nhung nó nói với tôi như vậy mà tôi thương nó. Con nó thiệt với mẹ hả, con nghèo chứ con có tiền con đẻ nữa, hỏi chú cái nằm đứa con nuôi tiếng tí mẹ mà nó còn nói nó đẻ nữa, hỏi sao con nói gì nó cũng làm con hả, sao nó khó đẻ với tôi. Con thiệt mẹ, tại con không tiền chứ con nghèo chứ con có tiền con đẻ nữa. Tôi nói trời tao lại mày đẻ nữa sao mà nuôi nổi mà mày đòi đẻ nữa. Tôi thương là tôi thương, nó nói như vậy thôi. Tôi nghĩ là hồi đó tôi cưới nó về đây á là nó có hai đứa con riêng, là nó ở với con tôi, nó không bao giờ đẻ đâu, là nó ở là bạn thôi. Mà không ngờ nó cũng đẻ cho thằng chồng nó ba đứa con, là tôi cũng là thương nó cũng dữ rồi chứ đừng có nghĩ mà ghét vô nói gì. Tự nhiên nó quá nghèo mà, tôi nói thiệt chú nghèo mà mần chết mẹ vậy chứ gì đó. Cái mấy ông trưởng ấp ở dưới không xét cho nhỏ sổ hộ nghèo gì đó chứ. Tới giờ mà nuôi vợ nghỉ ra công việc, thằng này bị đuổi việc,
con kia thì mần bọc bên mần móng chân phụ chị đó, không có tiền rồi xanh ra lục đục rồi mới đổ vỡ như vậy, rồi giết vợ hả mà chết rồi hả, mới khổ như trong tù chi vậy chú ơi. Tôi nói con tôi nó ngu quá trời đó hả. Cô có nói là hả tại vì quay quay vậy hoài ở dưới bên xuôi á, quay quay vậy hoài con đâu có nói chuyện với xuôi gia cô được. Dạ. Người ta đang quay mà đừng, người ta ủng hộ cho mấy đứa cháu. Dạ. Cô không dám nói, cái lòng cô tính nói xuống là cô nói là anh với chị có thương con thì tha thứ cho nó, để cho nó nhẹ án một chút, nó về nó mẫn nuôi con phụ anh với chị, chứ mình già rồi mình không biết còn sống ngày nào chết ngày nào mà mình lo mấy đứa nhỏ chu ta đáo. Hai nữa chị để do tôi xin tôi rước mấy đứa cháu nội về nuôi phụ chị à, hả có gì nó ăn nấy, tôi thì tôi nuôi nó được đó, mà ăn học thì tôi không dám bảo đảm, ăn học tới nơi tới chốn thì tôi không có khả năng, tôi nuôi cháu tôi được. Mình tính vậy để từ từ xuống mình dước, chưa giáo là dưới nấu rồi chưa giáo bà đội xuống bắt cho nội bà con hộp sữa không có. Như vậy là cô đã xuống dưới nhiều lần để mà tâm sự với mà xui gia à. Nhưng mà có nhiều gọi là các bạn các bạn quá nên là cô không có dạ, cô không có cơ hội để mà tiếp cận được với xui gia để mà bày tỏ tấm lòng của mình. Đúng rồi. Dạ, thì khi nào mà các bạn mà về rồi không còn đó thì cô sẽ xuống dưới rồi cô mà cô đâu có canh được, bày tỏ tại là cô mắc giữ thằng này cô đâu có canh được. Dạ. Cô nói có nước mà một tháng trời người ta không còn quay nữa thì cô mới xuống nói mới xuống anh xui chị xui như vậy, mà anh xui cho chị xui cho dước thì dước cũng cho thôi, cô cũng không dám. Cô nói cô thiệt, bây giờ cha nói là tù tội rồi là phạm nhân giết người, giờ người ta nói người ta không cho là mình không dám, mình dạ, đi dặn là mình nội mà mình không có quyền bằng người ta, người ta đã con người ta đã chết rồi, người ta đứt từ đoạn ruột lận. À, rồi chừng người ta đau khổ con ra nữa, rồi dẫn cháu ngoại ta đi nữa, người ta không có cho đâu. Mà cô cũng phải nói một tiếng, đừng cho bên xu gia, đừng mà đừng có hiểu lầm với nhau thôi. Giờ con nó làm chứ mình đâu có làm đâu mà mình biết chút, nói thiệt dạ. Không? Dạ, con cũng cảm ơn cô đã chia sẻ những cái lời thật lòng của mình để gửi đến cộng đồng mạng. Con cũng xin phép cô với mà cả nhà kết thúc tiếp ở đây.